Hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay em review giới thiệu đến cả nhà cái lô bông trang Thái đỏ, bông trang cổ của mình nha cả nhà. Bông trang Thái đỏ là truyền thống từ trước tới giờ. Mặc dù bây giờ là giá thành ảnh không có bằng thấp, không có bằng mấy anh Mỹ vàng, Mỹ đỏ rồi, nhưng mà cái loại này là loại truyền thống nha cả nhà. Làm bonsai, làm mấy con quái thú á, là rất là chuẩn, rất là đẹp luôn. Đó, như cả nhà thấy nè, cái hàng trang Thái đỏ nè, rất là tuyệt vời luôn, nhìn là mê liền. Cái ảnh rất là đều, nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn không thể nào chê vào đâu được. Cái góc của ảnh, rồi cái tàn của ảnh rất là đều, rất là đẹp luôn. Cái nhà mua thì inbox đặt hàng em nhé. Đấy, đấy, còn bên đây là mấy cây lá hẹ, hồng phấn và lá hẹ. Lá hẹ cái gốc rất là đẹp nha cả nhà. Rồi cả nhà mua, cả nhà đặt hàng inbox em nha. Dòng trang đỏ, trang cổ, tuy là bây giờ ảnh không có bằng hút giá như mấy anh Mỹ vàng, nhưng mà ảnh vẫn rất đẹp.